Nào, chúng ta cùng xem xét việc ra quyết định trong điều hành doanh nghiệp. Sau khi đã có quyết định chính xác trong việc đầu tư, thì vấn đề điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả là mục tiêu đối với bất kỳ nhà quản lý nào. Dựa trên các số liệu của công ty, chúng ta sẽ tiến hành các phân tích đơn giản, trợ giúp cho quá trình ra quyết định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi trong phần này là nhằm giúp các nhà quản lý nắm bắt các nội dung sau. Thứ nhất, nắm vững vai trò và cấu trúc của từng báo cáo tài chính trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thứ hai, vận dụng các chỉ số và quy luật quan trọng được rút ra từ các báo cáo tài chính trong điều hành doanh nghiệp. Thứ ba, ứng dụng một số quy tắc trong việc hạn chế rủi ro, đồng thời gia tăng lợi nhuận của công ty. Cuối cùng, không kém phần quan trọng là phân biệt một số khác biệt cơ bản giữa hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS nhằm giúp các nhà quản lý phân tích chính xác các báo cáo tài chính theo quy định của VAS. Ở vị thế của một giám đốc tài chính, bạn phải biết rõ sức khỏe tài chính của một công ty nhằm mục đích ra quyết định điều hành và đầu tư một cách chính xác và hiệu quả. Cách thức lấy thông tin chính thức và hiệu quả nhất là thông qua các báo cáo tài chính. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin xác thực và hữu dụng về tình hình tài chính của công ty cho các đối tượng có liên quan trong việc ra các quyết định. Vậy, báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là một bộ báo cáo thể hiện tình hình hoạt động của công ty. Báo cáo tài chính gồm hai báo cáo tối quan trọng là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Ngoài ra, còn bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo vốn chủ sở hữu và thuyết minh báo cáo tài chính. Dựa trên các số liệu được công bố trên báo cáo tài chính, các nhà đầu tư và các nhà quản lý có thể tính toán các chỉ số giúp cho quá trình ra quyết định. Các dữ liệu của báo cáo tài chính vẽ lên bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty. Trong phần ra quyết định đối với hoạt động điều hành của doanh nghiệp, chúng ta sẽ cùng chất lọc các dữ liệu trong bộ báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo vốn chủ sở hữu, tìm hiểu sự khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS và chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS. Sau khi rút ra những kết luận, sẽ có phần kiểm tra nhanh về các kiến thức trong phần chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn. Mục tiêu của phần này là các nhà quản lý sẽ đọc hiểu và phân tích được số liệu từ nguồn báo cáo tài chính phù hợp với cả quy định của IFRS và VAS. Tổng tài sản là toàn bộ vốn của doanh nghiệp nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại những lợi ích kinh tế cho tương lai của công ty. Tổng tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản dài hạn là những tài sản tham gia vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên 12 tháng, bao gồm hai loại chính, tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản có vòng đời hoạt động trong vòng 12 tháng như tiền và các tài sản tương đương tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh chóng hơn các tài sản dài hạn. Nợ phải trả là những khoản mà doanh nghiệp cam kết sẽ thanh toán cho các bên thứ ba và được chia thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, vốn chủ sở hữu, cổ phiếu hay bất kỳ loại tài sản nào thuộc về những người sở hữu doanh nghiệp, bao gồm vốn đầu tư, các quỹ thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp, quỹ đầu tư phát triển sản xuất, vân vân. Lợi nhuận chưa phân phối, đó là khoản lợi nhuận do hoạt động kinh doanh của năm tài chính hiện hành mang lại và chưa tiến hành chia cổ tức. Và lợi nhuận để lại là những khoản lợi nhuận không chia cho các cổ đông. Nếu như bảng cân đối kế toán trên khía cạnh đòn bẩy, thì tổng tài sản thể hiện kết cấu của DOL, đòn bẩy hoạt động, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cho ta thấy chi tiết của DFL, đòn bẩy tài chính. Ngắn hạn được quy ước là khoảng thời gian trong một năm, dài hạn là trên một năm. Phương trình kế toán chỉ ra tổng tài sản là nguồn lực của doanh nghiệp, trong khi nợ phải trả và vốn chủ sở hữu chỉ ra nguồn lực đó hình thành từ nguồn tài trợ nào. Chúng ta sẽ cùng đưa các thông số của ví dụ sau vào bảng cân đối tài khoản. Ông Hùng mua một xe ô tô đã qua sử dụng với giá 600 triệu Việt Nam đồng vào ngày 1 tháng 6 năm 2014. Ông Hùng đã thanh toán 200 triệu Việt Nam đồng bằng nguồn tiền tự có và vay ngân hàng 400 triệu Việt Nam đồng.
Ông Hùng còn 10 triệu Việt Nam đồng để chi tiêu cho xăng nhớt và các chi phí phụ khác. Nào, hãy xem bảng cân đối kế toán của ông Hùng vào ngày 1 tháng 6 năm 2014. Tổng tài sản của ông Hùng bao gồm xe ô tô, tài sản cố định có giá trị 600 triệu Việt Nam đồng và tiền mặt 10 triệu Việt Nam đồng. Ông Hùng dùng xe ô tô làm tài sản thế chấp để vay vốn chung dài hạn của ngân hàng 36 tháng với số tiền 400 triệu Việt Nam đồng và số tiền của bản thân cho đầu tư ban đầu là 210 triệu Việt Nam đồng. Bảng cân đối kế toán của ông Hùng cân bằng với tổng tài sản bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu và bằng 610 triệu Việt Nam đồng. Hãy lựa chọn câu trả lời cho mệnh đề sau. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán hay báo cáo kết quả kinh doanh? Xin chúc mừng, bạn đã có câu trả lời chính xác. Các yếu tố trên bảng cân đối kế toán, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trình bày tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Trong khi đó, doanh thu và chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho biết sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Hãy lựa chọn câu trả lời cho tình huống sau. Vào ngày 1 tháng 5, công ty mua nguyên vật liệu trị giá 500 triệu đồng Việt Nam. Thời gian thanh toán 15 ngày từ ngày giao hàng. Vậy, vào ngày hàng được giao, yếu tố nào trên bảng cân đối kế toán sẽ không thay đổi? Tài sản, nợ phải trả hay vốn chủ sở hữu? Xin chúc mừng, bạn đã có câu trả lời chính xác. Khi công ty mua nguyên vật liệu, hàng tồn kho tăng lên 500 triệu Việt Nam đồng và nợ phải trả cũng tăng 500 triệu Việt Nam đồng. Chỉ có vốn chủ sở hữu là không thay đổi và phương trình kế toán vẫn cân bằng.